Di sản khảo cổ học là những phần còn lại vô cùng quý giá, đa dạng về nguồn gốc lịch sử dân tộc, cung cấp cơ sở khoa học xác thực trong việc làm sáng rõ hơn lịch sử, văn hóa qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Suốt 10 năm qua, các nhà khảo cổ của Viện Nghiên cứu Kinh Thành dành nhiều tâm huyết, khai quật khảo cổ ở khắp các tỉnh thành và đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khảo cổ học tại Việt Nam. Trong đó phải kể đến những di tích, di chỉ liên quan tới Phật giáo. Đây được xem là một bước tiến mới để phỏng dựng nhằm phục vụ việc lưu trữ dữ liệu, bảo tồn văn hóa, đề cao vai trò của Phật giáo đối với sự phát triển của dân tộc, đồng thời phát huy các giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam. Chùa Phật Tích, chùa Côn Sơn, chùa Ngũ Đại trong quần thể di tích Phật giáo Trúc Lâm. Đó là những công trình tiêu biểu của Phật giáo, được trùng tu gần như nguyên vẹn trên cơ sở những phát hiện, khai quật của các nhà khảo cổ. Có thể nói, các nhà khoa học đã và đang có những đóng góp tích cực trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa Phật giáo. Họ vẫn đang tiếp tục hành trình tìm kiếm phục dựng những di tích Phật giáo nằm sâu trong lòng đất qua hàng trăm năm. Hoàng thành Thăng Long được bắt đầu khai quật từ năm 2002. Gần 20 năm qua, đã có hàng chục đợt khai quật lớn nhỏ, tìm thấy hàng triệu di vật và các dấu tích kiến trúc. Tuy nhiên, những câu hỏi về hình hài kinh thành xưa vẫn chưa có lời giải. Gần đây nhất, lần đầu tiên hình ảnh về kiến trúc cung điện thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long được Viện Nghiên cứu Kinh thành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phục dựng bằng công nghệ 3D đã ra mắt công chúng. Khu vực 18 Hoàng Diệu và khu vực xây nhà Quốc hội chính là nơi tìm thấy dấu tích xác thực nhà Lý đã xây dựng kinh đô tại nơi này. Cung điện thời Lý phục dựng có 64 hạng mục nhỏ, gồm 38 hạng mục cung điện và hành lang, 26 kiến trúc lục giác cùng hệ thống tường bao, đường đi và cổng ra vào công trình. Nhưng điều khiến công trình tự hào không chỉ ở độ quy hoạch mà còn ở sự độc đáo trong thẩm mỹ, tư duy các thời kỳ. Thời Lý, sự cầu kỳ, tinh tế thể hiện ở những chiếc lá đề, viên ngói, đầu rồng, đầu phượng, gốm đất nung. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa tư tưởng Nho giáo và Phật giáo trong mỹ thuật, thể hiện tinh thần độc lập về thẩm mỹ sau thời gian dài Bắc thuộc. Trong Hoàng cung Thăng Long thì có các cái ngôi chùa. Vâng. Thì trong cái kết quả khai quật khảo cổ học thì chúng tôi cũng đã tìm thấy các những viên gạch ghi rõ tên chùa, ví dụ Hưng Hóa Thiền Tự. Đấy, thì đến bây giờ là vấn đề và rất nhiều các loại gạch mà trang trí các cái mô hình tháp và các cái mảnh vỡ của các cái loại tháp mà liên quan đến tôn giáo. Thì đây là những bằng chứng mà cho thấy rằng là trong vương triều Lý, thì trong Hoàng cung Thăng Long thì phải nói bên cạnh các công trình kiến trúc thì còn có những công trình tín ngưỡng tôn giáo. Có thể nói, những phát hiện mới trong quá trình khai quật di sản Hoàng thành Thăng Long của Viện Nghiên cứu Kinh thành đã giải mã những bí ẩn về hình thái kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lý, một vẻ đẹp độc đáo không thua kém so với các kiến trúc cung điện nổi tiếng ở châu Á. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều câu hỏi về những công năng cụ thể của các khu nhà trong cung điện là gì, những vị trí của ngôi chùa ở đâu. Có lẽ các nhà khoa học sẽ cần thêm thời gian để trả lời. Dù chỉ là thành quả ban đầu, nhưng đây được xem là một bước tiến dài trong nghiên cứu Hoàng thành Thăng Long sau gần 20 năm khai quật. Chúng ta đều biết là nhà Lý là một cái thời kỳ mà Phật giáo là được tôn sùng, Phật giáo trở thành quốc giáo. Cho nên và hơn nữa là cái nghệ thuật kiến trúc cung điện của nhà Lý là một sự hòa quyện giữa cái nghệ thuật của vương quyền và nghệ thuật thần quyền là được hòa quyện lại với nhau, rất khó phân tách. Chính vì vậy là cái yếu tố tôn giáo và cái sinh hoạt trong hoàng cung là một cái mà chúng ta các nhà khoa học đã từng biết đến và sẽ tiếp, nhưng mà để giải mã như thế nào và trả lời câu hỏi như thế nào thì rõ ràng đây là câu chuyện vẫn đang phải tiếp tục nghiên cứu. Khảo cổ trong Hoàng thành Thăng Long thì nó phát lộ rất nhiều các cái dấu tích, trong đó có cả các cái công trình về nơi cư trú, các công trình về tôn giáo cũng như các cái đền đài của Hoàng thành Thăng Long ngày xưa. Những cái phát hiện được ở Hoàng thành Thăng Long cũng như việc phục dựng lại các cái công trình kiến trúc ấy, cho thấy Phật giáo trong suốt lịch sử dân tộc đóng vai trò rất quan trọng và là một trong những nền tảng tinh thần quan trọng của Hoàng thành Thăng Long ngày xưa kể từ thời Lý đến nay. Cùng với Hoàng thành Thăng Long, năm 2016, Viện Nghiên cứu Kinh thành phát hiện di chỉ lò nung vật liệu kiến trúc thời Trần tại Pù Lươn Xe, nằm trong quần thể di tích kiến trúc Phật giáo Hắc Y Bến Lăn ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Đây là lần đầu tiên một lò nung vật liệu kiến trúc có niên đại từ thời Trần được khai quật ở miền Bắc nước ta. Các lò này được dùng để sản xuất vật liệu xây dựng cho những công trình trong khu di tích khảo cổ học Hắc Y. Các nhà nghiên cứu cho rằng cách đây hàng trăm năm đã từng hiện diện một ngôi chùa lớn dưới chân núi Hắc Y. Nhờ được sự khảo cổ học và tìm ra được các cái
vật liệu và tháp, cũng như là rất nhiều các cái vật liệu từ thời nhà Trần đến nay, các cái ngọn, các cái đầu rồng của tháp và các cái con uyên ương và đài sen và các cái con hạc của thời nhà Trần đã tạo lên thì rất là ý nghĩa đối với Phật giáo của huyện Lục Yên. Theo các nhà nghiên cứu, di tích khảo cổ học Bắc Y có liên quan đến vai trò của triều Văn Vương Trần Nhật Duật khi ông làm trấn thủ Coi Châu Đà Giang hoặc vùng Thu Vật. Là bậc thần vương, có tài thao lược lại thông thạo nhiều ngoại ngữ và phong tục tập quán các nước láng giềng cũng như các bộ tộc thiểu số, triều Văn Vương Trần Nhật Duật đã dễ dàng khuất phục được chúa đạo Đà Giang Trịnh Giác Mật, bình ổn biên giới Tây Bắc để tập trung chống quân Nguyên Mông. Có thể thấy, khi lập bản doanh và khu điền trang Thái Ấp dưới chân núi Hắc Y, Trần Nhật Duật đã xây dựng các công trình tâm linh Phật giáo làm nơi chiêm bái, tu học cho gia tộc và quân sĩ. Qua thời gian, các công trình này đã phát triển thành quần thể kiến trúc Phật giáo có quy mô, được xem như trung tâm văn hóa Phật giáo thời bấy giờ. Xưa kia là cái miền Đà Giang của ông Tá Thánh Thái Sư Trần Nhật Duật. Ông ấy được vâng lệnh của triều đình đến đấy khai khẩn bờ cõi, động viên nhân dân ở nơi đấy xây dựng những cái chùa, tháp, lăng mộ. Công trình ngày hôm nay chúng ta phát hiện được là có những cái chính sách của triều đình, của nhà nước, rồi cùng với các cái giá trị tư tưởng của tôn giáo lúc bấy giờ là đạo Phật. Những phát hiện mới của Viện Nghiên cứu Kinh Thành góp phần khẳng định rõ vai trò quan trọng của Phật giáo dưới thời Trần, phản ánh tầm nhìn chiến lược của triều đình Thăng Long trong việc xiển dương đạo Phật, dùng ảnh hưởng của Phật giáo để an dân, góp phần trấn yên vùng biên ải, củng cố sự vững chắc phên dậu của đất nước, bảo vệ biên cương, lãnh thổ. Vậy thì cái chính sách của nhà nước xưa kia đã có cái hướng để mà bang giao, mở rộng bờ cõi để bảo vệ an toàn, cũng như là có tạo những cái điều kiện để cho cái dân bản địa ở nơi đấy phát huy được những cái văn hóa của nhà nước, vừa cũng là một cái hướng để cho con người ta tuy đi xa nhưng mà không có gì mất gốc. Một phát hiện mới khác của Viện Nghiên cứu Kinh Thành phải kể đến khu di tích nền chùa ở Kiên Giang, một nền văn hóa ốc eo Nam Bộ. Trong đó là các kiến trúc tháp của Phật giáo được xây dựng có quy mô lớn vào thời kỳ thịnh trị của văn hóa ốc eo, thế kỷ 6 và 7. Ngoài ra có các di vật, hiện vật tìm thấy ở đây chủ yếu là các tượng Phật bằng gỗ với số lượng rất lớn, các cấu kiện kiến trúc bằng gỗ, bằng đá có mộng, có chốt, minh văn bằng đá. Có thể thấy rằng, từ cuộc khai quật của các nhà khoa học Việt Nam đã hé mở nhiều thông tin quan trọng về sự hình thành và phát triển của nền văn hóa này. Qua báo cáo khai quật, đã xác định hai khu vực di tích ốc eo Ba Thê và nền chùa có nhiều loại hình di chỉ phản ánh sự đa dạng trong kiến trúc tôn giáo, tâm linh và đời sống, sinh hoạt của cư dân lúc bấy giờ. Di tích khảo cổ học ốc eo thì nó có liên quan rất là mật thiết với cái nền văn hóa của Nam Bộ nói riêng và vùng Kiên Giang nói chung. Nó có gắn kết với lại cái cuộc sống của cư dân Nam Bộ từ xưa kéo dài tới bây giờ. Thời gian qua thì được Viện Nghiên cứu Kinh Thành phối hợp với tỉnh Kiên Giang tổ chức khai quật. Thì trong quá trình khai quật thì đã phát hiện được rất là nhiều những hiện vật có giá trị. Số hiện vật thì đã được đưa về bảo tàng, một số hiện vật sẽ được trưng bày ở tại khu di chỉ để phục vụ cho khách tham quan. Khảo cổ học đã có những đóng góp đáng kể để xác định niên đại của nhiều di tích, di vật và làm phát lộ nhiều công trình kiến trúc cổ nằm sâu dưới lòng đất từ nhiều thế kỷ qua. Dựa vào kết quả nghiên cứu khảo cổ, các nhà quản lý di sản có thể phục dựng lại nhiều công trình kiến trúc cổ nguyên bản đã có từ hàng ngàn năm về trước. Những số liệu khoa học chính xác của khảo cổ sẽ là căn cứ để trùng tu lại các di tích lịch sử, văn hóa theo đúng những nguyên tắc nhất định.